Mệt lắm các bạn ạ, uống bia vào xong rồi người mệt. Đúng là sai lầm khi mà tôi cố gắng uống hết bằng lấy bia. Thì ra thấp lắm. Thế này. Này uống nhiều lắm à. Qua uống nhiều. Nôn nhiều lắm hả? À, vâng, uống xong nôn nhiều. Rồi, cái này thì truyền dịch rồi. Thấy các bạn thấy khổ không? Rồi, mệt kinh khủng luôn. Chưa bao giờ tôi thấy mệt như này, cũng là bia rượu vào hại sức khỏe. Giờ người vẫn còn nâng, cảm giác say say. Không biết bao giờ mới hết được. Bác ấy truyền dịch xong bao nhiêu lâu nó hết bác? Nó khoảng tầm 1-2 ngày. 2 ngày mới hết rồi. Đây là tôi khuyên các bạn đừng có bia rượu vào, giờ thấy tôi khổ không? Ngã vào như đúng rồi, bây giờ nằm đây. Nằm đây lâu quá, mãi chưa chuyển xong chai nước. Lâu thế, hơn 1 tiếng ngồi chưa xong. Người tôi nói chung là nó vẫn phê phê, cảm giác bây giờ vẫn thấy say say. Uống cả đống bia vào, đây là. Ở clip trước thì tôi thể hiện bản thân uống, chứng minh cho bạn biết được rằng tôi uống bia như nào. Nhưng mà uống xong thì bây giờ đấy, vật vờ vờ như thằng nghiện rồi, phải đi ra bác sĩ người ta khám cho rồi truyền nước, cảm thấy rất là khổ. Nên là ở clip này tôi khuyên tất cả các bạn là đừng bao giờ uống rượu bia nhiều làm gì cả. Uống giữ lấy mình thôi, uống 1-2 cốc cho vui thôi, chứ đừng thể hiện bản thân như tôi đấy. Thể hiện bản thân như tôi bây giờ vào viện nằm đây, người ta cười cho, người ta chê cười, bảo đấy cái thằng uống rượu bia như thế, xong cuối cùng bây giờ vào đây nằm là tôi thấy rất là ngại. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng truyền đạt cho các bạn, chúng ta đừng uống rượu bia làm gì, mệt chết. Tôi giờ thấy cảm thấy rất là mệt, kiểu như là sống không bằng chết, lúc nào người cũng đơ quá. Được, giờ muốn ngủ mà không ngủ được, người rất là khó chịu, đau đầu. Và đồng thời là làm ít cháo đậu xanh. Nhớ để nguyên vỏ này nấu đi, ăn cho giải độc bớt đi nha. Ok, tôi đã về đến nhà. Cảm giác thì về nhà rất là phê. Sau khi mà truyền nước xong ở ngoài bệnh viện thì tôi cảm thấy đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà trong người tôi giờ vẫn nâng phê phê bay bay. Đấy, vừa uống bia rượu vào hôm qua thôi nhưng mà bây giờ vẫn còn cảm giác là say phê, rất là khó tả luôn. Để mà nói các bạn không thể hiểu được cái cảm giác của tôi bây giờ, không thể diễn tả nổi luôn. Nó rất là khó chịu, đau đầu, nhức óc, rồi là nói chung là trời đất quay cuồng, kiểu mà giống người ta hay nói là uống bia hôm qua mà hôm nay nó mới say. Đấy, hôm qua tôi uống thì tôi cũng phê rồi, hôm nay tôi càng phê hơn, khó chịu. Thì ở cái clip này thì tôi muốn cho bạn biết được rằng là bia rượu nó có tác hại về sức khỏe như nào. Rất là hại luôn. Nếu mà chúng ta biết uống điều độ thì nó rất là bình thường. Đặc biệt là rượu nha, tôi nói lại đặc biệt là rượu. Tôi nói thêm rượu vào bia vì rượu bia là chất kích thích, có nồng độ cồn rất là cao. Như chúng ta mà uống rượu thì đặc biệt uống rượu hại 90% luôn. Bạn nào uống rượu các bạn biết sẽ bị loét dạ dày, các bạn không tin các bạn lên mạng các bạn tìm hiểu. Uống rượu nhiều sẽ bị loét dạ dày. Uống bia nhiều cũng thế luôn. Nhưng mà bia nó khác cái rượu ở là các bạn uống bia một ngày một lon thì nó có tốt cho sức khỏe. Rất là tốt sức khỏe, một ngày một lon thôi. Hoặc là 2-3 ngày một lon. Chứ đừng uống nhiều như hôm qua tôi dã một ngày, dã nguyên cả chậu. Đâm ra là bây giờ ngáo đá ngáo hứa. Nói chung là tôi bây giờ hôm nay nó đỡ hơn qua rồi, vẫn kiểm soát được bản thân nhưng mà cảm giác rất là khó chịu. Thì cái clip này tôi muốn khuyên tất cả các bạn đừng bao giờ lấy rượu bia ra để thể hiện bản thân. Ok, như tôi hôm qua là tôi lấy bia rượu ra tôi thể hiện bản thân, tôi chứng tỏ cái tôi cá nhân của tôi là tôi uống được bia, uống được rượu. Đấy, hôm qua tôi uống bia, tôi nã hết cả 38 lon bia vào một cái chậu, là rơi khoảng tầm 13 cân bia đấy.
uống thì mất khoảng tầm tiếng, uống liên tục liên tọn. À, hôm nay nó để lại cái dư chấn này, đó chính là dư chấn khó chịu, phê phê sai sai, rất là khó chịu luôn. Tôi không thể diễn tả được cho các bạn cái khó chịu tôi bây giờ, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở tất cả các bạn đừng bao giờ như thế, đừng bao giờ giống tôi hôm qua. Nói thẳng luôn là hôm qua bệnh sĩ, tôi là sĩ, muốn chứng tỏ cái tôi của tôi, muốn sĩ với các bạn. Nó giống kiểu là người ta hay nói là bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy. Đấy, nên là hôm qua tôi sĩ, may sao tôi không chết ấy, tôi vẫn còn tỉnh, tôi làm video các bạn xem. Mặc dù rất là khó chịu, tôi giờ chả biết làm cái gì cả, thôi làm quay video cho các bạn xem thôi. Là ok nhá, tôi khuyên tất cả các bạn đang xem video của tôi, và đặc biệt là những bạn nào mà hay thích uống bia rượu ấy, uống điều độ thôi, đừng uống nhiều gì hại sức khỏe. Và thứ hai, tôi muốn khuyên một câu chân thành là các bạn đừng bao giờ thể hiện cái tôi cá nhân của các bạn, hoặc là đừng bao giờ ép người khác phải uống bia rượu cùng với các bạn. Khi người ta không uống được thì đừng có ép, cũng như các bạn thế, không uống được thì đừng có thể hiện, đừng uống làm gì. Rồi cuối cùng là nôn thốc nôn tháo ra, rồi hại bản thân, thậm chí là tai nạn. Uống hạn chế thôi, uống vừa phải thôi. Giống như tôi ấy, hôm qua tôi uống rất là điều độ. Chứ hôm qua mà thằng nào nó mà bê thêm vào khoảng tầm chục chậu nữa tôi nã hết luôn, hiểu không? Vào cơn say rồi là chơi hết, không biết trời đâu đất đâu, nhưng mà may sao hôm qua là hết bia rồi. Chứ hôm qua mà còn bia ấy, chỉ cần thằng nào nó bê vào khoảng tầm 10 cái chậu như hôm qua là tôi uống hết, tôi dội hết, tôi thậm chí là tôi tắm trong nhà luôn. Mà chính cái lý do mà tắm bia trong nhà nó sẽ dính ổ điện, mà khi mà dính ổ điện là điện nó giật chết. Đấy, đấy là cái kiểu chết ngu. Đó, ok. Đấy, các bạn nghe cái tiếng tôi vừa mới xả đó đấy. Đấy là cái lý do mà không nên uống bia rượu, vừa hại sức khỏe vừa mệt, mà thậm chí là té re tè tòng. Bây giờ tôi đang mệt rồi nhưng mà vẫn phải đi vệ sinh. Ngày hôm nay tôi đi trục phát rồi, cứ tầm mấy tiếng la phát cu cười về. Hả? Chú có biết say rượu nó khổ sở thế nào không mà ngồi đấy mà cười? Em nhìn thấy em buồn cười đấy, gọi nó nét là không nhìn quá lên tăng. Không, tôi hôm nay tôi vẫn còn tỉnh, tôi chưa say hả? Hả? Rồi, ok, không nói nữa, giờ tôi đã là buồn ị rồi, tôi bị ị cái khổ lắm, uống nhiều bia mà bao giờ là nước nó đầy trong bụng. Là nó rất là buồn. Ok. Đấy, rồi tôi đi ị cái đã. Ị cái. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi nhá. Chào các bạn, ok. Bye bye. À, tôi đang định làm clip uống 5 cân rượu. Uống 5 cân rượu thôi, rượu nó nặng lắm. Các bạn nào ủng hộ thì đăng ký kênh của tôi nhá, để giúp tôi có một cái động lực mà cũng có thể uống 5 cân rượu tiếp, ok. Tôi lại tiếp tục sĩ rồi đấy. Đấy, không sao, chết cũng được. Chết thì làm video các bạn xem rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn, bye bye, tôi đi ỉa đây. Cái đẳng cấp của tôi ấy, đẳng cấp của tôi ấy là uống bia bằng Z. Hiểu không? À không, hiểu. Quên, là uống Z bằng bia. Hiểu không? Đẳng cấp của tôi là không, vẫn quên, vẫn nhầm. Tôi không cần uống bia bằng rem mà tôi uống bia bằng mồm, hiểu không? Tôi chưa say. Tôi nhắc lại lần cuối là tôi chưa say, có hiểu không? Làm gì mà hiểu đấy? Chỉ có tôi hiểu tôi.